Tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Chị. Nó vô rồi. Dạ, em chào chị. Ôi, hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy? Tính tôi vốn rất là thẳng thắn, cho nên là tôi sẽ không có vòng vo gì nhiều hết. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dạ. Hôm qua cô hẹn hò với chồng tôi đúng không? À, dạ. Chị bình tĩnh bình tĩnh. À, mình hẹn á là mình phải lên lịch đàng hoàng. Còn này không có hẹn mà vẫn gặp, cái này tao gọi là duyên, chị hiểu không? Có duyên với nhau. Dạ đúng rồi. Là nó còn ghê hơn là có hẹn trước nữa. À, dạ có gì đâu ghê. Là giống như là thần giao cách cảm vậy hả? À, sâu sắc hơn nữa vậy hả? Dạ. Có gì đâu. Hôm qua em bị xui thiệt, quay ra đường bị bể bánh xe. À, vậy hả? Mà đáng đời. Em bị bánh xe mà chị nói em đáng đời hả? Đâu có, chị nói vô dơ vậy mà. Dạ, chị biết không, em bể bánh xe mà em quên đem theo cái bóp tiền. Xui ghê luôn. Vậy mà em gặp anh Hải ngoài đường. Trời ơi, mừng quá trời luôn. Em mới kêu ảnh mà ảnh không nhận ra em. Xong em mới lại em chặn đầu xe của ảnh. Xong em đạp anh xuống đường. Ảnh quay qua ảnh tình đánh em rồi chị. Em lột khẩu trang ra, vậy là hai người nhận ra nhau. Dạ. Cái đồ mất nết. Trời, cái đồ đàn bà mất nết. Chị có chồng có con rồi, đã hai đứa con rồi mà vẫn còn đi hẹn hò với chồng người ta. Trời ơi, tôi chưa thấy cái loại đàn bà nào mà lẳng lơ mà trơ trẽn như vậy. Trong khi chồng người ta là có vợ rồi, có một cô vợ hiền thục nết na như tôi vậy, mà cô nghĩ sao cô chen vô giữa vậy? Nè, tôi nói cho cô biết nha, kể từ nay về sau tôi tuyên bố cấm cô gặp và nói chuyện với tôi. Ủa, lộn. Cấm cô gặp và nói chuyện với chồng tôi. Chị bình tĩnh. Chị ngồi xuống. Mời chị ngồi xuống. Bộ cô nói tôi ngồi là tôi phải ngồi hả? Dạ, tôi ngồi nè. Nói gì nói đi. Chị à, chị có thể cấm chồng chị rượu chè bê tha thì được, nhưng mà chị cấm chồng chị không gặp em là không được. Tại vì chị không nghe câu này sao? Tình cũ không rượu cũng tới chè. Dạ, không, em lộn chị. Dạ không có. Cái này là cái nhu cầu chị không, cung với cầu. Tại vì em cần ảnh, ảnh làm cho em mà ảnh phải gặp em chứ. Chị có cảm ảnh, ảnh cũng gặp em mà. Hai người có cung có cầu với nhau luôn. Dạ dạ đúng rồi. Cô muốn ảnh làm cho cô nữa chứ hả? Dạ đúng rồi. Tại sao lại là ảnh mà không là một người khác? Dạ rồi, tại vì em với ảnh hợp nhau. Mà em nói chị nghe, ảnh làm cho em không phải là một lần đâu nha. Một tháng tới 4 lần. Trời, cái gì vậy trời? Dạ. Một tháng người ta chỉ có 4 tuần thôi. Dạ. Mà làm cho nó hết 4 lần. Dạ. Có nghĩa là mỗi tuần làm 1 lần. Dạ. Rồi vậy còn thời gian mà anh làm cho tôi nữa. Trời ơi, có đâu khó. Chị phải thỏa thuận với ảnh. Ví dụ anh làm em buổi sáng, anh làm chị buổi tối. Quan trọng là anh có sức khỏe hay không. Hả? Tao giết mày chết. Mày không biết thương chồng tao. Mày hại cả tao luôn. Em ơi. Ai chạy mày chết. Em. Không. Bỏ xuống. Ngầu xuống. Em cũng ngầu xuống. Anh nghe chú Tú Hai nói là em hẹn ai ra đây nói chuyện, thì đây là em hẹn Hồng ra đây nói chuyện đi. Bây giờ nè, ba mặt một lời luôn, nói chuyện cho rõ ràng luôn nè. Anh đó nha. Cái gì? Gì? Dạ. Anh. Anh làm cái gì với nó? Anh làm cái gì mà mỗi tháng anh làm với nó tới 4 lần? Hẹn định kỳ với nó. Hèn mà anh làm rất là nhiệt tình nữa, hèn chi anh hờ hững với tôi. Dạ. Em nấu cái gì vậy? Ai lẽ anh làm ai mà không nhiệt tình? Cái gì? Chứ sao nữa? Anh làm không chỉ một mình đó, mà còn làm rất nhiều người nữa hả? Thì làm nhiều người chứ. Mà rất nhiệt tình luôn. Ừ, ai cũng nhiệt tình, em anh cũng vậy mẹ. Không hề đâu. Bỏ xuống đi, làm cái gì mà manh động quá vậy? Ngon xuống. Hèn chi, anh rất là hờ hững với tôi. Que sửa điện nước rồi, bảo trì điện nước đâu đó. Ừ. Bảo trì điện nước hả? Ừ. Nè, nói nha, tôi cấm tiệc từ nay về sau, anh không được làm cái gì với nó nữa. Trời đất ơi. Còn cô, cô đừng hòng mà quyến rũ, rù quến chồng đẹp trai của tôi nghe chưa. Đừng có mơ. Wow, mưa xa. Ủa hết cái mặt rồi. Nè chị, từ nãy giờ tôi nhìn chị lắm rồi nghe chưa. Chị mặc váy chị hung dữ, tôi mặc váy tôi cũng hung dữ vậy. Chị nghĩ làm sao? Chị nói chồng chị đẹp trai hả? Chị thì chị đem về nhà, chị chôn giấu thật là kỹ vô đây. Còn anh, ngày mai mua sợi dây xích, xích ba
lại nghe chưa? Có ngày ba cắn người ta chết. Nè, tôi nói cho chị biết, tôi cũng là cung bò cạp. Một khi mà chị đã đụng tới lòng tự trọng của tôi thì tôi không phải dạng vừa đâu. Khỏi sửa ống nước điện nước gì hết trơn á trời. Nghỉ đây.